Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi phân tích bản tin dự báo giá vàng hôm nay. Thì dựa trên đồ thị, thì biểu đồ ngày, thì trong ta thấy rằng là thời gian qua thì vàng đã có một bước tăng trưởng rất là mạnh. Đến thời điểm thời gian gần đây nhất là với cái những thông tin cơ bản về Fed khả năng tăng lãi suất vào tháng 6 tới, thì vàng vào ngày 24 và ngày 25 đã có những cái bước đột phá và xoay chiều. Như vậy thì nếu là bạn là nhà đầu tư vàng hóa chất thì đây là thời điểm bạn nên chốt lời các cái lệnh mua vàng hóa chất. Nếu là bạn là những người đầu tư trên sàn thế giới thì có thể xem xét để giao dịch ở cái vùng giá, có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh bán ra ở cái vùng giá là từ 1130 1230 cho đến tới là 1242. Và chúng tôi sẽ cập nhật thêm những cái thông tin và chiến lược một cách nhanh nhất, hoặc là bạn có thể download cái ứng dụng dự báo giá vàng từ cái website của chúng tôi để các bạn nhận được tin nhắn chiến lược về đầu tư vàng ngoại tệ một cách nhanh nhất. Hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ này giúp cho các bạn, những nhà đầu tư có được thêm chiến lược giao dịch hiệu quả. Nếu bạn còn chưa vững thì bạn có thể theo dõi trong cái phần mô tả của cái video này. Bạn sẽ có được những link để download các cái ứng dụng của chúng tôi để hỗ trợ cho cái hiệu quả kinh doanh của bạn tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.